Cô chào tất cả các em nhé. Ở giờ trước thì các em đã được học về cả giá trị của các phép tu từ tiếng Việt. Nó chính là biện pháp so sánh. Vậy trước khi vào bài học hôm nay, cô giáo kiểm tra bài cũ. Một em hãy cho cô giáo biết tức là thế nào là so sánh. Và nêu tác dụng của so sánh. Em Tảo nào. Em Tảo nào, cho cô biết nào. Không, em thưa cô là so sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sự gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt ạ. À đúng rồi. Đấy. Vừa rồi là bạn Tảo là có học bài đấy. Thứ nhất là chúng ta đã học về giá trị của phép tu từ tiếng Việt rồi. Và các em biết được là so sánh đó chính là đối chiếu sự vật sự việc này với sự vật sự việc khác có nét tương đồng. Ví dụ như là trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Và cái tác dụng của biện pháp so sánh đó chính là làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Các em nhìn tiếp vào cho cô cái bài tập 2 ở trang 26. À, bài tập này chúng ta đã được về nhà làm rồi. Nhìn cho cô ở bài tập 2 và trả lời nhanh cho cô xem nào. Dựa vào những thành ngữ đã biết, hãy viết tiếp vế B vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành phép so sánh. Em nào có thể trả lời nhanh cho cô bài tập 2 này nào? Chúng ta đã được chuẩn bị ở nhà rồi. Em ạ. Em nào, trả lời cô. Em nói cô là khỏe như voi. À đúng rồi, khỏe như voi. Gì nữa nhỉ? Đen như mực ạ. Rồi. Trắng như tuyết ạ. Trắng như tuyết. Cao như? Chị thôi, cao, cao. À cao như cây sào, cũng được đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta đã biết cách làm bài tập rồi và cũng biết nhớ được kiến thức về khái niệm về so sánh. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một giá trị của một biện pháp tu từ nữa. Đó chính là nhân hóa. Các em ạ, có lẽ chúng ta rất quen thuộc với bài ca dao. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng, châu cày với ta. Thể hiện cái sự gắn bó của người dân. Con châu ở đây, đó chính là gì đấy? Ở đầu công nghiệp. Chúng ta thấy được qua câu ca dao đó thì nhân dân ta biết được sử dụng rất khéo léo một biện pháp nghệ thuật. Đó chính là biện pháp nghệ thuật nhân hóa, khiến cho cái công việc nặng nhọc, vất vả bỗng trở nên gần gũi và gắn bó với đồng áng của họ. Vậy biện pháp nhân hóa là gì? Và biện pháp nhân hóa có những kiểu nào? Tác dụng của chúng ra sao? Thì hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài học này nhé. Chúng ta cùng mở sách ở trang 56 mà mở vở ra. Chúng ta ghi bài học hôm nay nhân hóa. Các em sẽ tìm hiểu phần đầu tiên, đó chính là nhân hóa là gì. Chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô ví dụ ở trong sách giáo khoa, nhìn vào sách giáo khoa cho cô. Theo dõi cô giáo đọc này. Tìm phép nhân hóa trong khổ thơ sau. Ông trời mặc áo giáp đen ra trận, muôn nghìn cây mía múa gươm, kiến hành quân đầy đường. Đây là khổ thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ví dụ 2 là hãy so với cách diễn đạt sau. Cách miêu tả sự vật, hiện tượng ở khổ thơ trên
hay hơn ở chỗ nào? Bầu trời đầy mây đen, muôn nghìn cây mía ngả nghiêng, lá bay phấp phới. Kiến bò đầy đường. Yêu cầu của đề bài là tìm phép nhân hóa và hãy so với cách diễn đạt sau thì cách miêu tả sự vật, hiện tượng ở khổ thơ trên hay hơn ở chỗ nào? Chúng ta nhìn vào cái ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ hai. Xem là ở ví dụ thứ hai thì nói như thế nào? Bầu trời đầy mây đen, muôn nghìn cây mía ngả nghiêng, lá bay phấp phới, kiến bò đầy đường. Thì chúng ta thấy thế nào đây? Ông trời ở đây được gọi là gì? Là ông. Và trời được tả là gì? Mặc áo giáp đen, ra trận, mía, múa gươm. Còn kiến thì thế nào? Kiến hành quân. Đấy, chúng ta thấy rằng ông trời được miêu tả mặc áo giáp đen, mía thì được tả với hành động thế nào? Múa gươm. Kiến được tả với hành động là hành quân. Như vậy các em thấy được là với hành động hình ảnh là mặc áo giáp đen này, ra trận, múa gươm rồi hành quân, và lại được xưng hô là gì nữa? Được xưng hô là ông. Đấy, tức là cái cách xưng hô này là để thường là để gọi cho ai? Để dùng để gọi con người. Ta cảm nhận được là hình ảnh là thiên nhiên ở đây như thế nào? Hình ảnh thiên nhiên ở trong đoạn thơ này rất là gần gũi với chúng ta, đặc biệt là cái hình ảnh ông trời. Và những sự vật như là cây mía, kiến cũng trở lên vô cùng thân thuộc. Chúng ta chú ý cho cô, với cái biện pháp nghệ thuật này đấy, thì chúng ta thấy một điều nữa, đó là với cách gọi trời là ông rồi tả như trên, thì người viết đã biết sử dụng từ ngữ. Đó chính là cái từ ngữ dùng để đâu? Để gọi này, để tả con người. Và dùng để gọi đâu? Để gọi tả con vật, rồi cây cối, rồi đồ vật. Và việc mà chúng ta sử dụng những từ ngữ để nói về con người, gán cho con vật, cây cối, đồ vật như vậy, thì đấy chính là biện pháp nhân hóa. Đấy chính là biện pháp nhân hóa. Vậy một em hãy cho cô giáo biết nhân hóa là gì? Qua cái phần phân tích của cô, ví dụ trên. Em tạo nào. Em cho cô, nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người. Đúng rồi. Đấy. Nhân hóa là gọi hoặc là tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật đấy trở lên thế nào? Gần gũi với con người. Đấy. Vậy thì chúng ta xem là cái tác dụng của nhân hóa như thế nào. Tác dụng của nhân hóa. Cô có một bài tập sau. Hãy so sánh hai cách diễn đạt sau đây. Cách diễn đạt nào hay hơn? Vì sao? Hãy theo dõi vào bài cho cô.
Các em đọc cho cô hai cách. Một em đọc cho cô nào. Em Tảo nào. Em thưa cô, cách một là ông trời mặc áo giáp đen ra trận muôn nghìn cây mía múa vương khiến hành quân đầy đường. Cách hai là bầu trời đầy mây đen muôn nghìn cây mía ngả nghiêng đá bay phấp phới khiến bò đầy đường ạ. Rồi, cô cảm ơn em. Vậy thì chúng ta vừa nghe bạn đọc rồi. Hãy nhìn vào cái yêu cầu của bài tập cho cô để trả lời nào. Cô cho thời gian để suy nghĩ nhé. Sau đó là chúng ta sẽ cho cô giáo biết. Xem là hãy so sánh hai cách diễn đạt. Xem là cách diễn đạt nào hay hơn, vì sao? Suy nghĩ trả lời cho cô xem nào. Nào một số em khác đâu? Rồi, em Tảo nào. Em thưa cô là cách một cái hay hơn ạ. À, cách diễn đạt một hay hơn. Em thấy thế nào nhỉ? Cách một thì nó sinh động và nó gần gũi hơn là cách hai. À, đúng rồi. Đấy, bạn có ý hiểu của mình đấy. Thế còn ở cách hai em thấy là nó không hay được như cách một. Vì cách hai ở đây như thế nào? Vì nó không được gần gũi cho lắm. À, nó không được gần gũi cho lắm à? Rồi, cô sẽ làm rõ hơn nhé. Đấy. Khi chúng ta so sánh hai cách diễn đạt này, thì chúng ta thấy là ở cách 1 hay hơn cách 2. Vì ở cách 1 thì có sử dụng nhân hóa. Và sử dụng nhân hóa ở đây làm cho quang cảnh sống động, sự vật ở đây thì gần gũi với con người hơn. Thế còn ở trong cách 2 thì chúng ta thấy được cái điều gì? À, ở cách 2 này thì chỉ có miêu tả và tường thuật thôi, đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta phải nhìn ngay vào phần gợi ý để các em có thể biết được đó chính là cái cách một hay hơn cách hai. Đấy, vì là ở cách một ở đây là nhà thơ đã biết sử dụng cái cách gì, sử dụng cái biện pháp tu từ, biện pháp tu từ nhân hóa. Vậy tác dụng của nhân hóa ở đây là gì? Tác dụng của nhân hóa nào? Cho cô biết tác dụng của nhân hóa. Em Thuần nào. Theo cô, nhân hóa là gọi hoặc tả con vật theo cây cối bằng những từ vốn dùng để tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được suy nghĩ, tình cảm của con người. À, đúng rồi. Đấy, chúng ta thấy được là gì đấy? À, tác dụng của nhân hóa nó chính là làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người. Đấy, thông qua cái bài tập mà cô giáo vừa phân tích ở trên. Đấy, vậy thì biện pháp nhân hóa như thế, chúng ta khi sử dụng thì chúng ta lưu ý cho cô là đặt để cho ở đúng chỗ. Đặc biệt là chúng ta đang học ở chương trình học của chúng ta là chương trình lớp 6 đấy, thì về văn miêu tả thì chúng ta có thể vận dụng cho cô cái biện pháp nhân hóa này trong cái văn tả cảnh đấy, để làm cho cái cảnh vật rồi những cái hình ảnh đấy, làm sao cho có gì đấy sự gần gũi với chúng ta hơn, đúng chưa? Đấy, cho cái câu văn nó có sức hấp dẫn. Đấy, thì cô lưu ý với chúng ta như thế. Đấy, và chú ý cho cô lại cái phần ghi nhớ. Đấy, không những là ở trong phần ghi nhớ có đầy đủ phần khái niệm này về nhân hóa là gì và tác dụng của nó ra sao. Đấy, cô giáo nhắc lại một lần nữa, đó chính là nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật
trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần 2 là các kiểu nhân hóa. Các kiểu nhân hóa. Đấy. Nhìn vào cho cô 3 ví dụ ở trong sách giáo khoa. Đấy. Và cụ thể đấy, cô giáo đã thì sao chúng ta có thể nhìn vào cho cô. Ví dụ A, B, C. Xem là trong các câu dưới đây, những sự vật nào được nhân hóa? Suy nghĩ và trả lời cho cô. Suy nghĩ và trả lời cho cô. Đọc lên cho cô đã. Trước tiên là đọc cho cô 3 ví dụ đã. Để cho các bạn rõ hơn, ràng hơn nhé. Đấy. Em Thuần nào. Em ơi cô là A. Từ đó lao miệng, bác tai, cô mắt, cậu chân, cậu tay lại sống thân mật với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả. B. Gậy chia, trông chia, chống lại sắt thép của quân thù, chia sung phong vào xe tăng đại bác, chia giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. C. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng, châu cày với ta. Rồi, cô cảm ơn em. Chú ý cho cô về cái giọng đọc ở trong cái ba ví dụ này nhé. Ví dụ như là ví dụ B chẳng hạn. Gậy tre, trông tre, chống lại sắt thép của quân thù, tre xung phong vào xe tăng đại bác, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Đấy, chú ý cho cô về cái giọng đọc diễn cảm cho cô nhớ chưa nhỉ? Để thể hiện trong mỗi một ví dụ nó đều có cái khi mà tác giả sử dụng cái biện pháp tu từ trong đó thì nó đều có một cái cách đọc đúng nhỉ, hay là cũng như là chúng ta có thể là cảm nhận ở trong câu chữ đấy. Vậy thì nhìn vào trong cái bài tập đó và cho cô giáo câu trả lời, những sự vật nào được nhân hóa nhỉ? Em Đức nào? Con cô, những sự vật được nhân hóa là lão, bác, cậu, mẹ. Nhìn vào bác, cô, cậu. Lão, bác, cô, cậu ạ. Các em có thể nhìn cho cô vào cái phần gợi ý sau. Bạn Tảo nào. Em thưa cô là các từ được nhân hóa là miệng, tai, mắt, chân, tay ạ. Rồi. Và được nhân hóa như thế nào đấy? Em ạ. Em Thuần nào? Em cô là câu A là miệng, tai, mắt, chân, tay thì được nhân miêu tả nhân hóa là lão, bác, cô, cậu. Rồi. Miệng, tai, mắt, chân, tay được gọi là gì đấy? Não, bác, cô, cậu. Và những cái từ này thì thường để gọi đâu? Dùng từ gọi người để làm sao? Đúng rồi, để gọi nó. Vật đúng nhỉ? Thế còn ở trong ví dụ B thì sao? Thuần nào? Em bật mic lên. Theo cô, câu B là gậy tre, trông tre. Người tre được nhân hóa. Rồi, cô cảm ơn. Rồi, chúng ta nhìn vào cái gợi ý của cô. Ở đây là tre. Mà lại nói như nào? Chống lại, rồi xung phong, rồi gì nữa? Giữ. Vậy thì ở đây những từ mà thế nào? Chỉ hoạt động này, chỉ tính chất của con người, để chỉ hoạt động tính chất của vật. Thế còn ở trong ví dụ xe thì sao? Em Đức nào? Con cô từ được nhân hóa từ châu ạ. Từ châu. Đấy. Có đúng không nhỉ? Nào. Châu ở đây thế nào? Châu ơi, rồi ta bảo châu. Đấy.
cái từ gọi, và cái gọi ở đây thì thường dùng để làm sao? Trò chuyện hay là để xưng hô? Nhưng mà cái xưng hô ở đây lại được dùng thế nào? Với vật, với chồng, như đối với con người vậy, đúng không? Vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu ba ví dụ ở trong sách. Dựa vào cho cô đấy, một loạt những cái từ in đậm. Nhìn vào sách giáo khoa cho cô cái phần 1 đó. Nhìn thấy chưa? Đấy, các em nhìn vào. Não để bác, cô, cậu, rồi chống lại, xung phong, giữ, rồi ơi. Xem là cho biết mỗi sự vật trên được nhân hóa bằng cách nào. Em ạ. Thuần nào? Em ạ, cô, câu A là được nhân hóa bằng từ gọi người để gọi vật ạ. Đúng rồi, gì nữa? B là được nhân hóa dùng từ chỉ hoạt động tính chất của con người để chỉ hoạt động tính chất của vật. Rồi. Còn C là dùng trò chuyện xưng hô với con vật như đối với con người ạ. Rồi, cô cảm ơn. Thế vậy chúng ta thấy là có mấy kiểu nhân hóa ở đấy? Có ba kiểu. Có ba kiểu, đúng rồi. Theo dõi cho cô. Đó chính là ba kiểu nhân hóa. Dùng từ vốn được gọi người để gọi vật. Dùng những từ vốn chỉ hoạt động tính chất của người để chỉ hoạt động tính chất của vật. Kiểu thứ ba đó chính là trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người. Đấy, tức là chúng ta thường gặp ba kiểu nhân hóa này. Đấy, hay đó chính là ghi nhớ ở trong sách giáo khoa. Các em có thể chú ý cho cô ba cái kiểu nhân hóa mà chúng ta rất hay thường gặp, đúng nhỉ? Nhất là đối với chúng ta viết văn ấy, đấy, chúng ta làm văn. Đấy, thì chúng ta có thể là hay gặp. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Vừa chưa sang cô. Ghi lại cho cô về các kiểu nhân hóa. Chúng ta sang phần 3 la mã luyện tập. Bây giờ một em đọc cho cô bài tập 1 nào. Thuần nào? Em ơi cô, bài 1 là hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhân hóa trong đoạn văn sau. Bến cảng lúc nào cũng đông vui, tàu mẹ, tàu con, đậu đầy mặt nước, xe anh, xe em, tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều bận rộn. Rồi, các em suy nghĩ và trả lời cho cô bài tập 1 nhé. Hãy chỉ và nêu tác dụng của phép nhân hóa.